Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi phần điểm tin sáng ngày 31 tháng 3 phát sóng trên hệ thống truyền hình VTC và hệ thống nội dung số VTC Now. Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, ngày 31 tháng 3 là hạn cuối để chuẩn hóa thông tin thuê bao di động nếu không sẽ bị khóa. Dù đến thời điểm này, vẫn còn 2 triệu thuê bao chưa làm thủ tục, song Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định sẽ không lùi thời hạn khóa thuê bao và yêu cầu các nhà mạng cương quyết dừng hoạt động của các thuê bao có thông tin không chính xác. Vậy điều gì đang khiến khách hàng chưa sốt sắng đi chuẩn hóa thông tin dù hạn chót đã cận kề? Băn khoăn lo lắng là cảm giác của nhiều người dân về việc thuê bao không chính chủ sẽ bị khóa. Mình sẽ cần phải chuẩn bị những cái gì, có cần phải đem căn cước hay là chỉ cần đến để đăng ký lại chính chủ hay không. Cũng băn khoăn là sim của mình đang là chính chủ đã là ai, hay là sim của mình đã có chính chủ hay chưa. Đến thì mình làm như thế nào, bởi mình đã đăng ký chứng minh cũ rồi đấy. Thì bây giờ là có căn cước công dân mới thì chắc là mình đến mình phải trình ra để kiểu như là xem có phải làm thủ tục mới không ấy. Nếu mà mình đang dùng hai sim của hai nhà mạng khác nhau, một trong hai sim này phải đăng ký lại để khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia ấy, thì mình không biết là sim kia có bị khóa hay không. Tại điểm giao dịch này, mỗi ngày có khoảng 400 đến 500 người dân đến chuẩn hóa thông tin thuê bao, tăng 4 đến 5 lần so với bình thường. Đến đây, người dân phải trải qua đầy đủ các quy trình cơ bản như kê khai thông tin, chụp căn cước và ảnh cá nhân. Tôi đến đây và tôi rất tin tưởng và tôi cũng muốn cho thông tin của mình được chuẩn hóa để tránh các cái việc mà phiền hà sau này. Cử hơn 2.000 cán bộ để thực hiện mà outbound, thực hiện telesale gọi cho khách hàng để thông báo cho khách hàng về cái việc mà khách hàng cần phải cập nhật thông tin bao, cũng như là các cái hướng dẫn khách hàng ra điểm giao dịch cũng như là tải app MyVNPT hoặc là vào trong web my.vnpt.com.vn để mà thực hiện cập nhật thông tin thuê bao. Tính đến ngày 28 tháng 3, đã có 1,8 triệu thuê bao thực hiện chuẩn hóa thông tin để trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chiếm 42/89% tổng số thuê bao mà các doanh nghiệp đã xác định cần thực hiện cập nhật thông tin trong đợt này. Như vậy, vẫn còn khoảng hơn 2 triệu thuê bao có nguy cơ bị khóa nếu không đăng ký làm lại thông tin cá nhân. Thưa quý vị, nhiều trung tâm kiểm định xe cơ giới trên địa bàn Hà Nội đã hoạt động trở lại, nhưng tình trạng xếp hàng lấy phiếu hẹn vẫn tái diễn ở nhiều đơn vị đăng kiểm và gây ra không ít khó khăn cho người dân. Thậm chí có những trung tâm phiếu hẹn đã tới giữa tháng 4, ghi nhận của phóng viên VTC. Trung tâm kiểm định xe cơ giới 3301S trên địa bàn quận Hà Đông, dù mới hoạt động trở lại khoảng 15 ngày sau hơn 2 tháng đóng cửa vì dính dáng tới tiêu cực, nhưng hiện số phiếu hẹn phát ra đã kéo dài tới ngày 10 tháng 4. Căn cứ vào tình hình thực tế thì là một ngày công suất trung tâm là cố gắng là cấp ra khoảng 100 giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi trường. Và ở ngoài kia là trung tâm đang phát phiếu hẹn đến khoảng ngày 10 tháng 4. Còn theo phản ánh từ các chủ xe, tình trạng chờ đăng kiểm đang gây ra rất nhiều hệ lụy. Một số chủ xe cho biết đã lấy số từ cách đây một tháng, nhưng xe vẫn chưa thể đăng kiểm. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh, sản xuất, vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp thì không thể dừng. Đăng ký lâu ấy, phải 20 ngày, gần đến một tháng mới được đến lượt. Vâng, nhưng mà bây giờ xe vẫn chờ ở ngoài, chưa được đăng kiểm. Ôi trời, ảnh hưởng nhiều chứ anh, hàng hóa không xuất được đi và xe thì không dám chở hàng, lộn xộn hết cả những cái xáo trộn hết, cứ vì đứng đến để đăng kiểm để chờ đợi lâu quá. Và mong các cơ quan là phải nói là tạo điều kiện giúp đỡ cho nhân dân, rồi mà nhân dân khổ quá. Một số trạm đăng kiểm cũng đang bị kiểm tra, thanh kiểm tra. Tuy nhiên thì là hôm qua thì tôi cũng được biết qua cái phần mềm đăng ký trên mạng, thì tôi cũng đã đăng ký trên mạng để đăng kiểm này thì rất nhanh chóng và thuận lợi. Tuy nhiên trong cái công tác cái đăng kiểm ở trên mạng ấy, cũng đề xuất thêm chẳng hạn là về cái công tác xếp số chẳng hạn. Mình chỉ đăng ký ở trên đấy mình biết là hôm nay là phải đi đăng kiểm, nhưng không biết là số mình như nào để trong giai đoạn chờ để nó lại mất cái thời gian để mình sắp xếp cái công việc ấy. Qua ghi nhận của VTC 14, tại khu vực Hà Đông, Thanh Oai, hiện có 5 trung tâm kiểm định xe cơ giới và chiếm hơn số nửa là dính dáng tới tiêu cực.
buộc phải đóng cửa. Một số trung tâm hiện được mở cửa trở lại nhưng chỉ hoạt động được một hoặc hai dây chuyền, với số lượng phương tiện đăng kiểm mỗi ngày chỉ đạt 100 đến 150 xe một trung tâm. Vì thế tình trạng quá tải là không thể tránh, dù đã có lực lượng cảnh sát giao thông, quân đội hỗ trợ. Xe vào hoạt động đăng kiểm rất tốt và cũng không có phản hồi hay ý kiến gì thắc mắc của người dân cả. Mọi người đến là chấp hành tốt theo đúng quy định chỉ dẫn của trung tâm và cũng như là của lực lượng cảnh sát giao thông tham gia hỗ trợ trung tâm. Như ngày xưa là bình thường như hai dây chuyền, chúng tôi sẽ phục vụ được khoảng tối đa là 140 xe. Nhưng tình hình bây giờ khó khăn với những thì hiện tại bên trận chúng tôi đang kiểm định được trung bình một ngày khoảng 100 xe, phần nào đáp ứng được nhu cầu xung quanh quận Hà Đông và xung quanh các huyện xung quanh. Theo thông tin mới nhất từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện tổng số trung tâm đăng kiểm hoạt động trở lại đã đạt 83%, nhưng đa số chưa khai thác hết công suất. Còn theo Bộ Công an, tính tới thời điểm này đã khởi tố 64 vụ án, 506 bị can, với 7 tội danh liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm. Chuyển sang thông tin về y tế, từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 548 trẻ mắc bệnh thủy đậu, trong khi cùng kỳ năm 2022, con số này chỉ là 4 ca. Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Hà Nội, số trẻ mắc thủy đậu phải tới khám và điều trị trong thời gian gần đây đã tăng 30% so với tháng trước. Từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 548 trẻ mắc thủy đậu. Đáng nói, cùng kỳ năm 2022, con số này chỉ là 4 ca. Số lượng bệnh nhi chủ yếu ở nhóm tuổi mầm non chiếm 36,5% và tiểu học 38%. Thủy đậu là bệnh truyền nhiễm, số lượng người mắc cao điểm thường từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm. Đây là khoảng thời gian cuối xuân đầu hè, độ ẩm không khí cao tạo điều kiện thuận lợi cho virus gây bệnh phát tán. Và do đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội dự báo số ca mắc có thể còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Hơn 90% người tiêm vaccine thủy đậu đã phòng tránh được bệnh. Vì vậy, người dân nên chủ động bảo vệ sức khỏe của mình và người thân trong gia đình bằng cách tiêm vaccine ngừa thủy đậu. Thưa quý vị, nếu như trước đây thì việc giám sát sử dụng thuốc được làm thủ công, ngẫu nhiên, hồi cứu trên một số đơn thuốc, bệnh án thì nay sẽ được giám sát trực tiếp, can thiệp ngay khi chỉ định dùng thuốc cho tất cả bệnh nhân. Thông tin trên được đưa ra tại Hội Thảo Dược Lâm Sàng do Sở Y tế Hà Nội và Trường Đại học Dược Hà Nội tổ chức. Cụ thể, đại diện Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết việc giám sát sử dụng thuốc được trực tiếp, can thiệp ngay khi chỉ định dùng thuốc cho bệnh nhân. Nhờ đó giảm tối đa việc giải trình với cơ quan bảo hiểm y tế do chỉ định sử dụng thuốc chưa hợp lý, đặc biệt là nâng cao nhận thức, thái độ của nhân viên y tế về hoạt động dược lâm sàng, sử dụng thuốc an toàn, hợp lý. Cũng tại hội thảo, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết, nhờ sự hợp tác giữa Sở và Trường Đại học Dược Hà Nội, các bác sĩ đã được trang bị công cụ hỗ trợ, cảnh báo và cập nhật kiến thức về dược một cách nhanh chóng, chính xác. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp cảnh báo các bác sĩ trực tiếp tại thời điểm kê đơn ngoại trú, giảm thời gian giả soát đơn thuốc và giảm sai sót y khoa. Trong năm nay, sẽ tiếp tục hợp tác trong công tác dược lâm sàng với 5 mục tiêu chính là ứng dụng công nghệ thông tin, công tác đào tạo, hỗ trợ chuyên sâu trong bệnh viện, giám sát tiêu thụ kháng sinh và nâng cao chất lượng quản lý bệnh đái tháo đường. Thông tin vừa rồi đã kết thúc phần điểm tin sáng ngày 31 tháng 3. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.